có những loại ký sinh trùng có thể thay đổi hành vi của vật chủ để tạo ra một kết quả có lợi hơn cho ký sinh trùng. Các nhà nghiên cứu hiện đã phát hiện ra rằng khi muỗi bị nhiễm virus sốt xuất huyết, chúng bắt đầu cắn các động vật có vú mà chúng bị thu hút thường xuyên hơn. Điều này có thể làm tăng đáng kể sự lây truyền của virus. Các phát hiện đã được báo cáo trong kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia PNAS bởi một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế. Chúng có thể giúp các nhà khoa học kiểm soát bệnh sốt xuất huyết hiệu quả hơn. Virus sốt xuất huyết ước tính lây nhiễm cho khoảng 400 triệu người mỗi năm trên khắp thế giới. Trong khi nhiều trường hợp không có triệu chứng hoặc gây ra các triệu chứng nhẹ như phát ban, sốt và đau nhức, chúng có thể tàn phá một số người. Khoảng 1 trong 20 bệnh nhân sốt xuất huyết có một trường hợp nặng có thể gây xuất huyết trong và tử vong. Virus rất khó kiểm soát, đặc biệt là do việc tạo ra vaccine rất phức tạp bởi một số yếu tố. Ví dụ, có 4 loại virus sốt xuất huyết, tất cả đều có thể gây bệnh. Một vấn đề khác là khi một người phát triển các kháng thể chống lại bệnh sốt xuất huyết, nó có thể dẫn đến tăng cường phụ thuộc vào kháng thể. Một hiện tượng trong đó các kháng thể thực sự có thể thúc đẩy nhiễm trùng. Ngừng lây truyền bệnh sốt xuất huyết có thể là một cách để giảm nhiễm trùng. Muỗi là một mắt xích quan trọng trong chuỗi lây nhiễm, nhưng việc quan sát hành vi kiếm ăn của chúng để tìm cách ngăn chặn chúng lại mang đến những thách thức khác. Đồng tác giả nghiên cứu, Phó giáo sư Adam Clarick Chang của Duke, đồng tác giả nghiên cứu cho biết vì phân tích rất kỹ lưỡng về hành vi kiếm ăn là không khả thi trong thực địa, nên điều quan trọng là phải xây dựng một mô hình phòng thí nghiệm về muỗi ăn để kiểm tra nó. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phát triển một phương pháp quay video các hành vi hút máu của muỗi đã hoặc chưa bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Các công cụ tính toán đã được sử dụng để phân tích các video có độ phân giải cao đã được tạo. Các nhà nghiên cứu đã xem các hoạt động và mô hình cụ thể và so sánh chúng giữa các loài muỗi. Điều đó cho thấy muỗi nhiễm bệnh sốt xuất huyết bị các động vật có vú thu hút nhiều hơn. Tuy nhiên, họ không đánh trúng mạch máu tốt bằng. Vì vậy họ phải lắp và lắp lại đầu giò của mình cho đến khi trúng một mạch. Điều đó có nghĩa là chúng cắn mục tiêu nhiều hơn, làm tăng khả năng lây truyền virus vào da của vật chủ. Tác giả nghiên cứu tương ứng, tiến sĩ Julien Pompon của Đại học Montpellier, Pháp cho biết điều này làm sáng tỏ nhiều cách thức mà virus tấn công vector truyền bệnh của nó. Nghiên cứu sẽ giúp nâng cao hiểu biết của chúng ta về dịch tễ học của bệnh sốt xuất huyết và điều chỉnh các chiến lược kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Giờ đây, các nhà khoa học muốn tìm hiểu thêm về cách virus gây ra những thay đổi này trong hành vi của muỗi và những cơ chế sinh học nào có thể hoạt động. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!